Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phùng Thế Quỳnh, diễn viên nhà hát chèo quân đội, hôm nay rất vinh dự, tự hào. Khi là một diễn viên trẻ, được giao trọng trách vào vai diễn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong vở chèo Nguyễn Văn Cừ Tuổi Trẻ Chí Lớn. Vở diễn được viết bởi tác giả Lê Thế Song và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Vũ Tự Long, phó giám đốc nhà hát chèo quân đội. Vở chèo được công diễn lần đầu tiên vào tối ngày 13 tháng 1 tại nhà hát chèo quân đội. Hình tượng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được xây dựng rõ nét với vai trò nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng, một tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh cách mạng. Đặc biệt, vở diễn đã làm nổi bật tinh thần về đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng của tác phẩm Tự Chỉ Trích, tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Văn Cừ có giá trị về tư tưởng lý luận và ý nghĩa thực tiễn đối với Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Tôi cũng là thứ nhất là rất bất ngờ và cũng rất là vinh dự được tham gia và được tin tưởng giao cái vai diễn Nguyễn Văn Cừ. Thì trong vòng khoảng hơn 2 tháng tập luyện thì chúng tôi đã cố gắng cùng các diễn viên nhạc công của nhà hát đã cố gắng dàn dựng xong cái vở này và được báo cáo công diễn đã thành công. Đây là buổi công diễn đầu tiên, thì cái vở diễn này thì hôm nay mới là mời gọi khán giả đến để xem và để đo xem là cái mức độ của khán giả người ta hưởng ứng về cái vở này như thế nào và người ta có cảm xúc gì về cái vở này. Có nhiều cách để xây dựng hình tượng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhưng trong tác phẩm Nguyễn Văn Cừ Tuổi Trẻ Chí Lớn, tác giả Lê Thế Song và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Vũ Tự Long đã khai thác hình ảnh Tổng Bí thư với một góc nhìn chân thật, dung dị trên sân khấu chèo. Vở diễn đã nhấn mạnh được chất riêng của một người chiến sĩ cộng sản xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo ở tỉnh Bắc Ninh. Không quá lý thuyết khô cứng, con người đậm chất tri thức của Nguyễn Văn Cừ hiện lên qua mọi hành động, tác phong cũng như cách cảm hóa, thuyết phục một cách uyển chuyển nhân dân quần chúng và cả đồng chí của mình trong đấu tranh cách mạng. Hình tượng Nguyễn Văn Cừ là một lãnh tụ cộng sản tiêu biểu cho dũng khí cách mạng, tinh thần hy sinh vì nước, vì dân và đặc biệt là ý thức chống chủ nghĩa giáo điều, xa rời thực tế cuộc sống, sáng suốt trong sách lược cách mạng và rất mạnh dạn tự chỉ trích những ấu trĩ, sai lầm trong nhận thức, hành động, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình như một vũ khí tạo nên sức mạnh to lớn và sự bền vững của Đảng. Phê bình và tự phê bình trong Đảng thì hơn lúc nào hết, lúc nào nó cũng rất là cần thiết, không chỉ là những người đảng viên đâu, mà tôi nghĩ là tất cả những người chiến sĩ, những người đã và đang công tác trong quân đội nên hiểu thêm về một cố Tổng Bí thư. Ông là Tổng Bí thư đời thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam và những giá trị ông để lại cho đến bây giờ, thế hệ trẻ phải có trách nhiệm hiểu, có trách nhiệm biết, và tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái điều mà khiến cho mỗi cán bộ chiến sĩ của mình tự răn mình, không phải là chỉ phê bình mà tự phê bình đâu, mà phải thấy rằng là trong cuộc sống này chúng ta có được cái hành trang ngày hôm nay, chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay thì cái giá trị mà cha anh để lại nó rất là cao, nó rất là quý và nó tồn tại lại mãi mãi. Sáng tác và dàn dựng một vở chèo hấp dẫn người xem về một lãnh tụ kiệt xuất của Đảng như vậy, có thể đây là thách thức, khó khăn, nhưng ekip sáng tạo đã làm nên một vở chèo thành công. Kịch bản, đạo diễn, trang trí thiết kế sân khấu cho đến diễn xuất, nhất là sự hòa quyện giữa tư tưởng chính trị và chất trữ tình của nghệ thuật chèo trong tác phẩm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Sự kết hợp giữa chèo, quan họ Bắc Ninh và ca mới làm cho âm nhạc vừa mang tính truyền thống, vừa mang âm hưởng hiện đại. Tôi xem vở chèo Nguyễn Văn Cừ tôi thấy rất là hay, mà đạo diễn rất là tốt, mà các anh em trong đoàn diễn rất là tốt. Xem vở chèo của quân đội đúng là thật. Nhất là thích, tôi đang còn muốn xem, đi xem lại nhiều lần nữa. Vở chèo Nguyễn Văn Cừ Tuổi Trẻ Chí Lớn được công chiếu đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 có ý nghĩa to lớn. Qua vở diễn, khán giả có thêm những hiểu biết về cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, rút ra những bài học kinh nghiệm về tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình trong Đảng, một chủ đề không bao giờ cũ.